rồi chị đầu tới cái bên sẽ liên hệ trước cho chị nhé. Nha chị, để chị nói bên kỹ thuật chiều nha. Rồi em cảm ơn chồng rồi rồi. Dạ alo. Bây giờ sử dụng được rồi nhưng mà lát nữa nó lại bị lại à, từ trưa tới giờ nó bị mấy lần rồi. Ừ, rồi rồi nhá. Hello mọi người. Vô lại giùm em nha, rồi nãy giờ thì hài hục nãy giờ cái mạng giờ mới vô đỡ đỡ được xíu. Mọi người ơi coi được không, mọi người có rõ không vậy? Thấy dâu rõ cho dâu xin một chấm nha. Hello chị Thanh Lam. Chị nào đang coi like dâu cho dâu xin một chấm nha mọi người, chấm chấm giùm dâu ha. Đó, gội đầu xong là tóc nó xù vậy nè, kêu bữa nay đi làm lại tóc mà cũng chưa đi được nữa, trời nắng quá. Bữa nay mua mấy cây vàng cúng thần tài rồi chị Lam. Cái tóc của dâu nó ở ngoài nó màu nâu nâu vàng vàng, sao vô lai nó màu đỏ ta? Mọi người cho dâu xin một chấm nghe.
Hello Mai nhỏ, nàng có lựa thêm gì rồi dâu đi đơn nha. Cái gì cái xịt chuột dâu hết hàng rồi, xịt chuột dâu hết sạch rồi nha. Đầu năm hàng chưa có về á, hàng Thái đầu năm chưa về kịp. Hello bé Phùng Vân, vậy chị gửi trước cho em đi, ok nha, nè, cái mạng của dâu bữa nay coi nè, trời điên ghê luôn. Bực mình ghê chưa nè. Sao cái mạng này của em hôm nay em điên ghê luôn trời. Không coi được, không làm được gì hết trơn á. Khó chịu ghê luôn. Lát em nhắn địa chỉ, gửi về địa chỉ này. Em chưa ở, ok máy nhỏ nha. Em kêu inbox cho chị dâu đi. Rồi. Hôm nay ngày vía thần tài mà sáng nhận lộc rồi, mà sáng có nay có lộc rồi mà sao giờ này trưa nay xong cái mạng nó làm mình điên dữ rồi. Like thì like thứ ba ai đó. Cái dòng chấm đi mọi người, nào cái like vô cho vô xin một chấm nha. Hello An Nhiên. Trời, mấy cái xét này nó đẹp quá trời. Hello chương phục đẹp gái. Rồi mọi người chấm like lên giùm em nha. Đồ xét dễ thương ha. Hết mất tiêu rồi. Ui nó đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người vô chấm like cho dâu với. Hello chị Nguyễn Xô, năm mới phát tài chị ơi. Rồi em lên, chị nào muốn coi gì nói vô nha, quần ủa áo thun áo kiểu hay là vô lên đầm xét Hồng Kông. Chị nào muốn coi gì thì mọi người cứ comment cho em ha. Áo thun áo kiểu.
sát da mặt xong mới kỹ vừa không? Không, có sát cho công sở chân vậy, có cái nước hoa dạng lăn không ạ? Thu Hằng ơi, nước hoa dạng lăn vô hết hàng rồi. Nước hoa dạng lăn vô hết nha, giờ vô chỉ có dạng xịt thôi. Nước hoa dạng xịt chứ nước hoa dạng lăn vô hết rồi, nước hoa Dubai lăn vô hết hàng. Vô chỉ có nước hoa dạng xịt thì nhiều nha. Sét chị vô mặc 60 kg không vừa rồi, 60 kg mặc qua mẫu khác nha gái, hàng Hồng Kông. Sét công sở, sét váy công sở. Có sét công sở chân vải dài chút không em? Chân vải dài dạ chắc hết size của chị quá. Không có size của chị hết rồi. Hello chị Huỳnh Đào. Dạng như sét vest đó được không chị? Sét 3 4 món đó được không vợ? Không nhớ lúc em về em chưa khui hết mẫu nên là có đầm sang á chị Nguyễn Nga. Hàng Hồng Kông á, mọi người ra ngoài mua 500-600 ngàn, nó nặng vậy nè, nó nặng lắm, mọi người thấy không, xịn nặng, chất nặng trịch à. Bữa nay hàng đẹp lắm luôn á, có trên dưới 200 ngàn, có 100 mấy rồi, 215 ngàn là cao nhất, cao nhất là 215, hàng xịn dữ luôn mọi người. Chấm like giùm em cái nha. Có đầm sang, đầm như là dạng đầm kiểu kiểu đi công sở đi tiệc á, sang lắm. Set vest công sở không dâu có luôn nhưng mà không có, quần hình như là hết quá. Có set chân váy dễ thương, set chân váy được không? Set vest chân váy được không em? Mình về mình tách set ra. Nha, mình phối với quần mình đi làm, còn không mà chân váy mình vẫn đi làm công sở được mà. Chân váy vẫn đi làm công sở bình thường. Chị nào muốn hỏi, muốn coi gì mọi người chậm giùm em cái nha. Cứ hỏi nha, có đầy đủ tất cả. Chị nào muốn hỏi gì mọi người cứ hỏi. Cộng bill của em chưa, chị dâu chưa gái yêu ơi. Chiều nay hoặc mai nha. Này đó, mới gội đầu xong á, tóc em vô, tóc vô uốn mà nó xù. Xù vậy đó. Định hôm nay đi làm lại tóc mà sáng cũng ông điện ông thần tài hết cả buổi sáng. Xịt xịt này mọi người ta, chất đẹp lắm. Cái này ở ngoài nó bán mấy trăm ngàn á, cái này ở ngoài bán mấy trăm luôn. Đây, đúng không? Set này có size ML nha, có size ML mọi người ơi, set này có ML nha. À, xem set chị mặc đi, set vô mặc em size mấy quân đặng? À, eo 7273 hả? Đây, eo 7273 vừa. Con này là size SM thôi à. Tại vì lưng nó bo eo đằng sau bo eo một chút xíu nha. S với M mặc được. S với M mặc ok nha. Đây. Kéo lên đi. Đó. Set vô đang mặc đây. Ừ, hello em, mọi người chở vô chấm like lên giùm em nha. Hàng chuẩn Hồng Kông xịn sò, bao bán shop luôn á. Shop bán toàn 4-500 một cái thôi mọi người, một set này. Lót quần hết nha. Rồi vô bán set này cho mọi người nha, 195 ngàn. 195 nha. Bao bì sừng sò luôn mọi người ơi. Mẫu này vô cả size ML. Ủa ai chấm vậy? Mẫu này vô cả size ML nha. Chị nào lấy cho vô mã set xanh đi. Cái này mặc nguyên set, tách set gì đều đẹp. Chất đẹp lắm. Mấy chị ơi, chất hai lớp mà đẹp lắm. Đa số là cổ vest không á. Cái này mọi người mặc với lại áo, một cái áo màu trắng phía trong á, xong là khoác cái vest này ở ngoài nè. Mang thêm đôi cao gót nữa, trời ơi, sang chảnh luôn, coi chất nè. Cái cúc này xịn chưa? Rồi, set xanh nha, 195. Set xanh 195 nha mọi người. Nhiều, set nhiều. Thôi vậy ngắn quá. À, kiếm chân mẫu dài đi, với mẫu vô đang mặc là mẫu ấy mà. Chị nào size S á mặc cái này đẹp nè. Cái này được có hai cái á. Set xanh size L bao nhiêu shop Mimi ơi? Size L tầm khoảng 7 mấy. L tầm khoảng trên dưới 75. Size L trên 70 nha, 7 mấy á. L 7 mấy luôn á.
cỡ khoảng 73 độ lên, cỡ 76 độ về á, 76 77 cỡ đó. Size L. Xếp xanh này có ML nha mọi người. Tao xịn, nhìn hàng là thấy nó xịn rồi. Nè, đầm này có dây buộc eo phía sau. Cho bạn đầm này 215 nha, hàng Hồng Kông, bao chất nặng. Rất rất là nặng tay luôn. Với lại kiểu nó là kiểu vintage á. Mặc vô nhìn nó tiểu thư kiêu kỳ lắm. Dây keo phía sau vậy mà. Còn một cái cuối cùng size S nha, chị nào lấy size S thì chốt S này, có túi nữa. Form bao đẹp nha. Nhận hàng cho mặc thử luôn á mấy chị ơi. Hàng rất là xịn luôn, nhận hàng cho mặc thử giùm em, đằng sau có dây buộc eo này. Dài qua gối nha, cái này đi công sở, đi chơi, đi tiệc được nè. Vải siêu đẹp, em bán con này 25 nha, còn một cái size S cuối cùng. Còn một cái size S cuối cùng nha. À, nói chung là khoảng cỡ 50-52 cân đổ về được. Chị nào mà ngực, nói chung là ngực với vai với eo mình gọn á, nhưng mà mông với đùi mình bự thì mặc được nha, tại vì form này nó phải xòe phía dưới, là mông bự đùi bự mặc được. Còn cái mình thì cỡ size S thôi mọi người nha. Dâu còn có một cái, cái này hết, còn có một cái cuối. Set này dâu có, dâu cũng có một cái set size L cuối cùng. Set này 185 nha. 185 ra ngoài mua được cái áo này thôi á, áo đẹp lắm. Hàng thêu nha, 185 ngàn ra ngoài mua được cái áo này thôi mọi người ơi. Đó, ở trong đây là nó lót, lót thun dày lắm. Vải đẹp nha. Đây. Chân váy là có lót quần hết nha. Rồi set này 185 mọi người, mặc nguyên set, tách set gì đều được hết. Hàng Hồng Kông. Chắc không đụng hàng luôn. Toàn là mẫu độc không à. Chị nào lấy comment đi giao mã set chặn nha. Set chặn 185 ngàn. Ai coi like giao bấm GG cho giao một cái coi mọi người. Sao im quá vậy? Cái like của dâu bấm GG nha. Bấm GG tương tác cho dâu nha. Xếp vest quần nó như vậy được không? Ở đây là xếp quần, nhưng mà nó là quần. Từ để dâu lấy cho con. Phan Ngọc Anh, tóc mới quá vậy? Tóc mới á, mới làm bữa Tết nó đang còn bị xù. Đây nè, size M nè Phùng Vân. Set vest công sở, hàng Hồng Kông, set này 195 ngàn. Vô còn một set cuối cùng nha, vô hết sạch rồi còn một set cuối cùng. Quần này là quần baggy có kèm dây nịt. Cỡ 45 cân đổ lên tới khoảng cỡ, xếp chặn cho chị Hồ Tuyền. Dạ, 45 cân đổ lên tới khoảng cỡ 50 mấy cân đổ về á, nó co giãn á, quần baggy nha, kèm dây nịt luôn mọi người nè. Vô hết rồi còn đúng một set cuối, đẹp lắm, 195 ngàn. Đây, quần baggy kèm nịt nha, quần tây baggy kèm nịt, kèm theo một áo áo vest. Đây, khách của dâu người ta mặc không như vậy, với lại hoặc là người ta mặc ở phía trong là mặc áo thun, áo dây gì đó, nói chung là màu trắng á, xong là cái này là mặc khoác ở ngoài, trời ơi, xinh cực nha. Rồi cái này có thể làm phối với lại đầm nữa mọi người nha, phối được nhiều lắm. Mọi người mặc nguyên set như vậy là đi làm công sở nè, đi chơi nè, tiệc nè, tách set nguyên set gì đều đẹp hết nha. Rồi, xếp chặn sau size gì? Dạ xếp chặn ở phía sau để em coi size. Hình như là nó có M với L á chị. Hình như là có M với L á.
đỉnh lắm. Cho nói cái lô này, em đưa cái quần cao lên xem cái quần. Dạ chị ơi, quần baggy là quần ống đứng. Quần baggy là quần ống đứng nha. Ống của nó là nó không có ôm sát vô chân của mình, nhưng mà nó cũng không phải là quần ống suông, mà nó là quần ống đứng chị nha. Đây dư chị coi lại nè. Đây chị ơi, ống quần nó như vậy nè. Đây nha. Xếp chẳng ở phía sau đây nè chị Hồ Tuyền. Màu nó phối tay lắm, mà cái chất vải lạ lắm luôn á mọi người. Vừa nặng lắm luôn á, nặng mà lạ nữa, không biết gọi là chất như thế nào. Nói chung là chất lạ lắm, em không biết gọi cái chất của nó là sao đâu mấy chị ơi. Chị biết là xịn, cầm một cái chất đáng đồng tiền ghê luôn. Em có size SM á chị. Vô có size SM nha, co giãn. Mông thì thoải mái, mông chị nào mông bự cả trăm vừa luôn á. Mông thì thoải mái, tại vì chân váy này là form nó xếp ly. Dài nha, chân váy này dài gần tới gối luôn. Dài nè, dài tới gối luôn, vô mặt là chạm gối luôn mọi người. Vô mặt là chạm tới gối vô luôn nè. Có lót quần phía trong và đặc biệt là nó siêu dày. Mọi người coi này, không bao giờ mọi người nhìn thấy màu gì phía sau hết nha. Mặc nội y màu đen lên cam kết là không nhìn thấy luôn. Mặc nội y màu đen cam kết không nhìn thấy nha. Nó còn có một lớp lót nữa nè. Nặng lắm. Ôi, cái này eo 7 mấy á mọi người ơi. Size M là eo tầm 7-6 đổ về được á, tại vì nó co giãn nha. Chắc chị mặc cỡ M được mà đúng không chị Hồ Tuyền? Vì nó co giãn á chị. Bản set này 195. Ở đâu mà bản set này cho mọi người 300. Quay về đây vô thổi tiền cho nè. Hàng xịn nha, hàng Hồng Kông xịn sò. Ở đâu bản set này 300, quay về đây vô thổi ngược lại tiền cho mấy chị ơi. Cúc nó đẹp ghê luôn á, hàng cúc nó đẹp lắm. Ẩn xà cừ ở trong đây mọi người nè, nhìn nè. Vô còn có mấy set hả? Còn cái 2-3 set. Cái này mọi người mặc không như vậy nè, hoặc là mọi người mặc khoác dễ thương. Mặc nguyên set, tách set gì đều dễ thương ha. Nguyên set, tách set gì đều được. Set nha, chị nào lấy set thì vô mã set sọc đi. Set sọc ha. 195 ngàn. Ô chất lạ lắm. Chất lạ lắm. Em cũng biết gọi nó là chất gì đấy. Rồi, nè, nặng ghê chưa? Cái này như là đầm hả? Mấy cái này sang lắm nè, chị Nguyễn Nga, công sở, sang cực. Với lại chị cầm cái vải nó, vô nói thật đó, chị nào đi mua 500-600 ngàn, quay về đem thổi cho. Riêng cái mẫu này nha. Đi mua ở đâu bạn 4-500, quay về đây vô thổi cho. Quay về đây vô hoạn trả lại tiền. Chất nó trơn, nó mịn, cực trơn. Siêu trơn, siêu mịn. Siêu trơn, siêu mịn luôn. Size này vừa chị luôn nè chị. Con này vô cỏ ML. Chị còn coi lam chị nghe. Đó. Đẹp lắm. Siêu đẹp, dài qua gội nha. Dài qua gội giùm em nha. Nặng tay cực kỳ, nó phải nặng gấp 3 lần cái đầm, những cái đầm mọi người mua ở ngoài. Nặng gấp 3 gấp 4 lần những cái đầm mọi người mua ở ngoài nha. Tay ở trên đây nó bồng nhẹ nhẹ. Đầm nâu nha, chị nào lấy đầm nâu chốt, đầm nâu 215 ngàn. Cái này mọi người ra ngoài mua mấy trăm. Đầm nâu 215. Set là đẹp này chị Tuyên.
này. Em khối này rồi, set này có size L này. ML, SML. 3 món, set 3 món. Hello chị Mai Hường Dương, nói chung là mọi người mua hàng không thất vọng đâu nha, chất xịn luôn. Áo này ra ngoài mua gần 200 này đó. Chị lấy set sọc đó, em để chị set sọc rồi, set sọc xanh phía sau em để chị rồi nha. Áo này không, mọi người ra ngoài mua gần 200 hoặc không, áo này phải mua trên 200. Chất lạ, nói chung là chất đẹp, rất là đẹp, không có giống như hàng Quảng Châu đâu mọi người nha. Áo này mọi người phải ra ngoài mua, tệ lắm là rẻ lắm cũng 160 rồi. Đây, em bán nguyên set 215 ngàn. Đây, nó kèm theo một áo ghi lê. Chị dâu lên bếp chưa? Chị dâu cho em coi nè, bây giờ lên cho em coi luôn. Kèm theo một áo ghi lê, chất nó rất là đẹp. Cái này có size luôn á, chị lấy mẫu này nè, chị Hồ Tuyền, em hết đó. Em còn có size M với L á. Em còn có 2M, 2L là hết hàng này. Ui là trời ơi, lót quần phía trong luôn, màu nâu tây. Cúc của nó là cúc ngọc nha. Hai trăm mười lăm tính ra một món có 70 ngàn à. Trời ơi, áo này mọi người nhận hàng về em nói thật á, nếu như mà mọi người mua được 150 đổ về em thổi tiền cho. Em bán nguyên set 3 món có 215 ngàn nha. Nhận hàng là thấy cái chất áo này nó đáng đồng tiền, mọi người phải mua vài trăm rồi. Tính ra cái áo 70 ngàn, quần 70 ngàn, một món 70 ngàn nha, nguyên set 215, còn gì nữa, vải đẹp nè. Chị nào lấy set chốt set nha. Ôi bán rẻ quá à. Xếp nha. Chân váy dài cũng gần tới gối, nói chung là đi làm công sở được. Mọi người đi làm công sở được nha. Áo, áo đó, cái đó là chị dâu có nguyên set mà. Bạn lẻ áo không được chờ chị ơi, không, bạn lẻ áo bán sao, bạn lẻ áo em bán cả 100 ngàn chị mua không, chứ em không có tách lẻ. Bạn lẻ áo chị mua áo nào? Đó, nhận hàng em nói thật xỉu luôn, áo trắng này bán 100 ngàn nha. Chị nào mua nguyên set thì khác, mua mua lẻ thì áo 100 ngàn nha. Áo trắng 100 ngàn, áo áo nâu, áo này 80, áo này 80, chân váy chân váy 70, áo này 70. Có set 60 kg không dâu? Set 60 kg có, 60 kg có nha, hàng Hồng Kông set 60 kg có. Đồ lẻ cũng có, xét áo này đẹp quá trời. Đẹp quá, thể quá đáng. Nhận hàng mới thấy nó rẻ cỡ nào á, trời ơi. Đi ra ngoài mua được hàng này mà mấy chục như vậy em tặng cho mọi người luôn. Nha. Lấy chị áo trắng vừa không? Vừa. Vừa chị nhé, áo trắng chị mặc vừa. Bao đẹp. Rồi. Đây nè Nguyễn Ngọc ơi. Em tách lẻ hả? Nhìn hàng xịn sò hơn vậy chị ha. Dày ụt luôn á. Dày siêu dày. Em bán nguyên set này cho mọi người 245. Cái này đẹp nè chị Hồ Tuyền, lấy đi, đẹp lắm. 245 ngàn, set này 4 món. Màu nâu tây là màu này gái nha. Một cái sợi dây cột eo. Mai nghĩ đi làm lại tóc quá, tóc nó xù. Nè, áo này mọi người ra ngoài mua rẻ cũng 8-90 á, vải nó siêu đẹp.
không phải thun hay là không phải những vải thông thường đâu mọi người nha, vải sừng sò luôn đây. Rồi thêm cái chân váy nè, có size SM nha, có size SM. Cái màu mà em hỏi do màu lợt hơn thì có size ML, dài qua cổ chỗ nó nặng lắm mấy chị ơi. Nguyên một set ba món rồi, thấy chưa đẹp chưa, vô còn phải để lại vô mặt á mấy chị, kèm thêm một cái áo vest nữa. Chị nào mua combo, nguyên một combo, nguyên một set này 245 ngàn, nhận hàng xịn như hàng mọi người mua 450 á, cam kết luôn. Không xịn như hàng mọi người mua 4-500 đừng lấy nha, xem hàng rồi hãy nhận hàng, ok chưa. Set 4 món nha. Nè, set chị Hồ Tuyền chỗ 245 ngàn đỉnh. Chị lấy màu này nha, màu này có size của chị này chị Hồ Tuyền. Sang ghê chưa? Em hết á, màu này còn đúng một set cuối cùng em hết á. Sang không chịu nổi. Trời ơi. Màu sang kinh khủng. Set 4 món 245 ngàn. Tính ra là chân váy 90, vest này ý là đang tính, là tính ví dụ chân váy một món 3, một món 80 ngàn chứ, đang tính ví dụ á, rẻ ha. Màu chị dâu cầm là màu gì, màu chị dâu cầm là màu màu gì không biết, nhưng mà màu đỏ hết hết size rồi, hết sạch luôn rồi. Màu này đi, màu nâu tây là màu trẻ, màu nâu tây là màu chuột. Chúc em làm ăn phát tài nhé. Hôm nay vị thần tài và em cảm ơn chị yêu. Set xanh quần hay chân váy? Dạ set xanh là chân váy chị. Còn một set cuối cùng size, ủa còn một M một L. Ở không có size đã, còn M thôi mà, S với M, còn một S một M. Màu này là màu nâu tây nha. Đẹp chưa? Lấy nguyên set đi gái ơi, lấy nguyên set đi cho nó rẻ, 245 ngàn, set là 4 món lận mà. Áo này em đi ra ngoài mua lẻ không đã 200 mấy mẻ rồi. Áo này em mua rẻ, cam kết em mua rẻ cũng phải trên 150. Áo không á, áo không em mua rẻ em cũng phải mua trên 150 rồi. Chị dâu bạn nguyên set 4 món có 200 mấy à. Em lấy mờ nâu tay lấy nguyên set luôn đi thiệt. Chứ dâu bạn cho mọi người cái áo dâu còn nguyên set dâu bạn, dâu tách ra dâu bạn còn lời hơn nữa. Bây giờ cái áo vest này dâu bạn 100 ngàn, cái áo màu đen dâu bạn 60 ngàn thôi, đã 160 chưa. Rồi cái chân vải ra dâu cũng bán được 100 ngàn rồi. Đang ví dụ á, lấy nguyên set đi thiệt mà. Cho rẻ cho mọi người mặc rẻ, cái này nó dễ mặc mà. Áo dây nè, vải đẹp lắm á, dây nè. Vâng em lấy cả set, ờ chứ lấy áo vest làm gì nè. Chỗ ơi, dâu nói mặc cái form chân bảy này lên bao đẹp á. Chị nào mà mông lép em cam kết luôn, mặc cái này lên sẽ có mông, nhìn mông sẽ tròn nha. Nó may cái phần, nói chung là nó may cái phần phần dập ly chỗ này nè, rồi đằng sau mình mặc lên form đẹp lắm. Dâu để lại mặc đây là dâu biết mà, hồi tối em like xong là 12 giờ mấy đúng không, em thử đồ tới 3 giờ sáng, hồi tối nay em 3 giờ sáng mới ngủ, làm nội gian làm con mày chị luôn, nội gian mất lộc luôn. Hồi tối 3 giờ sáng mới ngủ á, like xong mới vô thử đồ chỗ ghiền tới mức đó luôn, mấy chị hiểu rồi đó. Mặc nên là mặc thử set này, có để lại set này mặc luôn rồi. Cái này dâu chỉ còn SM nha, vải siêu đẹp. Nói chung là nặng tay lắm, sực sờ. Set xanh đó em còn size M à, size M chị vừa không? Bữa nay ăn sạch giảm cân rồi size M. Mặc M thôi hả? Chân váy này nó dài gần tới gối á, em mà mặc là chạm gối, dâu mặc là chạm gối nha. Tại vì cái này nó dài, thường là người ta may chân váy khoảng cỡ 40 xăng thôi, còn chân váy này nó tới 4 mấy xăng lận.
Đó, chân váy thường thường người ta may khoảng cỡ 36, 38, cỡ khoảng 35 cm đổ lên á nha. 35 cm là nha, chân váy form A mà người ra ngoài đường thấy tụi nó mặc là 35 cm. Chân váy này nó tới bốn mấy 45 luôn. Có set nào vừa chị không? Set vừa chị hả? Chị chờ em xíu xíu em định hình cái. Hình như là có, chị chờ em xíu nha. Có lót quần nha, cái vải này em không biết vải gì đâu, nó lạ, nó sao ta, nó dày giống như là jean á, nó dày, nó co giãn nữa. Nó dày, nó co giãn giống như là jean nhưng mà nó không phải vải jean nha. Vải jean gì em không biết đâu, nói chung là lạ. Có quần thì trong, mặc nội y màu đen không bao giờ thấy, cam kết luôn nè. Em dơ lên mọi người đâu có thấy cái sọc phía, phía đằng sau đâu nè, thấy chưa, một lớp nè. Mặc màu đen cam kết không thấy nha, bán 195 ngàn. Cái này cái hàng cúc nó ẩn xà cừ đẹp lắm. Hàng cúc của nó ẩn xà cừ này. Mặc nguyên set, tách set gì đều được nha, vô còn một set cuối, 1S 1M á mọi người. Chị ơi chị mặc set 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 này là chị Trang Thới ở set này nè, 185 ngàn. Cái này chị mặc cái này được không, sang cực kỳ, dài qua gối, che được khuyết điểm ở chân ở mông đó, bụng bự chân bự đùi bự gì đó, che được khuyết điểm hết luôn, dài qua gối nha. Rồi set này 185 ngàn, chị nào lấy vô mã set trắng. Set trắng nha. Em còn có một set cuối cùng, set này nó co giãn. Cái này áo thì áo thun form suông, còn cái này là chân váy này nó co giãn nhiều nên là free size nha mọi người nha. Ba mươi mấy cân cũng mặc được mà sáu mấy cân cũng mặc được, nó co giãn nhiều mấy chị ha. 185 ngàn. Bữa nay khui cái set nào ra là ưng set đó. Dâm nè, chị mặc dâm không chị Trang Thới? Dâm Hồng Kông chị vừa nè. Chị mặc dâm không? Đi kiếm cái kẹp tóc. Bạn tặng set dâm này cho mọi người nha, 169 ngàn. Sang. Đi chơi đi tiệc sang lồng lộn. Tay dài, tay sơ mi dài, chị nào ưng mặc tay dài thì mình để vậy, còn không ưng tay dài mình tự mình gỡ cái tay này ra là được nha. Cái này nó có tay rồi, có kèm một cái sợi dây nịt nữa đây. Dâm nha. À, cái này eo nó co giãn, nói chung là cũng free size luôn, eo co giãn có kèm theo cái dây nịt á, free size giúp em. Rồi 169, chị nào lại dâm chút dâm. Trời ơi, mặc nội y màu đen không thấy đâu mày chị. Này em dơ cho nhìn, không có nhìn thấy sọc phía sau luôn. Một lớp nha, dơ một lớp. Cái này nó dày lắm mọi người, mặc quần đen đỏ, quần bảy sắc cầu vồng không nhìn thấy luôn ha. Tại vì biết sao không? Tại vì nhiều người cứ nghĩ là màu nu thì nó sẽ mỏng. Nhưng mà tùy loại vải thôi nha, vải này thì màu nu nó cũng dày rồi. Dày giống như mọi người mặc màu đen thôi. Bữa nay là siêu nhiều set đầm đó, set để đầm ở nhà, đầm sơ mi đẹp nè. Set này đẹp nè chị Hồ Tuyền, set này còn có một set size L, set này sang, set này vô còn một set size L nha. Trăm nè, 195 mấy chị ơi, coi kỹ giùm em nha. Cái tay của nó nè, siêu sang. Không hề bỏng nha, do em đang like cái chỗ này nó bỏng á. Nha, like cái app này nó bị bỏng á. Còn cái chiếc vải này không hề bỏng mọi người nha, tay bồng dài. Kiểu cũng may cầu kỳ, hàng dây kẹo phía sau vậy mà. Vô hết rồi, hết size rồi, còn có một set duy nhất rồi. À, hai set là 1M 1L. Có quần phía trong nha. Dày. Chân vải này dài tới gối, đi công sở thoải mái. Rồi 195 ngàn. Chị nào lấy trắng comment mã trắng giùm em. Tay dài bồng. Nguyên set hay tách set đều ok hết. Nguyên set tách set đều ok.
trắng. Tim vậy mấy chế. Xếp bếp đi. Bấm rờ rờ dùm dâu coi. Chị mặc set này đi chị Trang Thới. Set này là tông sang, tông siêu sang, vải đẹp nữa, 195. Tính ra áo 100 ngàn, quần 100 ngàn quá rẻ. Mọi người nhận hàng mới thấy nó xịn, chất nó xịn. Quần ống suông nha. Quần ống suông này nó có dây buộc eo nè. Sang cực kỳ mà chị ơi. Cam kết hàng siêu sang. Có dây kéo nha, quần có dây kéo đây mà chị nhìn nè. Vải đó đẹp lắm luôn. Bao giặt 2 năm không xù không nhão. Bao mà chị mặc 2 năm không xù không nhão. Quần này nó siêu hấp chân nữa. 195 ngàn. Áo này màu đỏ nha. Đỏ nó tông hơi đô nhẹ. Tiền ra nè. Cái này chị nào mua lại áo em bán luôn á. Nha áo, mua lại áo nhiêu ta? À, lẻ áo 99 ngàn, lẻ quần 120 nha, mua lẻ mua nguyên set 195 ngàn. Lẻ áo chỉnh ổ lẻ áo như ta lẻ áo 85 ngàn chứ lộn, sorry. Lẻ quần lẻ áo 85 ngàn hả? Lẻ áo 95, lẻ quần 120, đúng rồi. Set đỏ ok chị nè. Sang nút ngàn. Em hết rồi, em còn có xếp lắm. Đầm này xịn nè, chị Hồ Tuy nè. Tông này nó sang mà mẫu nó độc nữa. Chất nó xịn nữa, form đẹp lắm, form sang, chất sang lắm. Em có size M với L nha, tay bồng nhẹ nhàng. Trời ơi, form đẹp lắm mọi người ơi. Chất với form siêu đẹp giùm em luôn. Đó, mặc lên là vậy nè. Chị nào lấy vàng chứ dâu mã đầm vàng nhá, em có size M với size L. Bán đầm này cho mọi người 185. 185 nha. Có M với L. 185, 185. Tay bồng. Màu vàng này là màu vàng sang á. Màu vàng sang á mọi người. Vàng nha, đầm vàng. Ít đầm lắm, đa số là xét. Xét nhiều. Chị đầm đỏ dạ không chị? Em chốt set đỏ cho chị rồi, chị Hoa Hương Dương ơi, em chốt set đỏ rồi. Đầm qua rồi em có mẫu này đẹp này chị Cẩm Vân. Tuyền Ngọc, chị có set chân váy sọc. Chị set chân váy sọc, quần, quần thì có size em đẹp lắm, cho em coi nè. Gần hết hàng rồi, đây. Trời ơi, em nhận hàng em thấy vải nó đỉnh cực kỳ. Nè bé bé Tuyền Ngọc, vải đỉnh lắm. Vô có đăng hình mà vải siêu đẹp. Vô bản xếp này 215 ngàn. Trời ơi, nhận hàng em mới thấy đó. Ra ngoài chắc mua 4-500. Đẹp lắm luôn, vải siêu đẹp luôn, ba mẫu. Hàng hai lớp nó dày bà cổ luôn. Mà vải nó lạ, đâu có giống như là vải bình thường hay bán đâu. Nó không phải vải dạ đâu nha. Không phải vải dạ đâu mọi người. Không biết gọi là vải gì nữa. Nói chung là mặc nguyên xếp, tách xếp đều ok la. Sang nha, mặc cỡ nút ra. Set sọc em lấy mẫu này đi gái. Dâu còn có một set cuối á. Ủa hai set á, có M có L. Có M với L với XL thì phải, hình như còn 2-3 set gì thôi à. Hết hàng rồi. Cái giày, cái quần này nó dày hơn cái đầm nữa. Mọi người nhìn nó may nó. Nói chung là nó may cầu kỳ. 215 ngàn, ra ngoài chắc mua được cái quần này quá.
Áo này chắc chắn là không phải mua đắt hơn rồi. Áo này là phải, mọi người phải mua 300-400 rồi. Set nha, set quần. Mặc nguyên set, tắt set gì được nè. Ba món nữa chứ. Trời ơi, xỉu luôn. Nói chung là mặt hàng này là mai mốt chắc kiếm dâu hỏi hàng này mua mặt. Mai mốt kiếm hàng chị dâu, dâu ơi có hàng Hồng Kông đồ không về cho coi. Nó rẻ hơn hàng thiết kế nữa. Xếp trên vậy là em không có vừa. Em có mẫu đầm này đẹp này chị Vân. Sọc thì chỉ còn mẫu đó, chị dâu nghĩ sọc thì chỉ còn mẫu đó mới có size em. Mẫu này qua gội chị mặc công sở sang này chị. Sang quá luôn. Tay bồng nhẹ nhàng, nói chung là cái form tay rất là đẹp. Dài qua gội chị yêu dấu ơi. Chị mọi người cắt nút ra nha. Đây. Dài qua chỗ đẹp chưa? 215 ngàn. Màu nâu tây này xịn sò không cả nhà. Chị nào lấy dao mạ đầm nâu nha. Ui là trời ơi, cái màu này nó tôn da, nó nịnh da ghê luôn. Form đẹp nha, mọi người nhìn nó chích ben nè. Đây. Nhìn nó chích ben kiểu này mặc vô eo. Đầm nâu nha. Nó cũng na nẻ như đầm vàng, đầm vàng. Còn áo công sở không chế có nhiều chị gái yêu ơi, bánh bèo tiểu thư như hôm bữa đúng không, hay là đơn giản đầm nâu lờ pha lê tím nâu cho chị Cẩm Vân. Trời ơi, con nhỏ này nó mặc giày nè, pha lê tím nè. Đầm nâu bao nhiêu ký vừa, bao nhiêu ký vừa cũng kệ mẹ dâu nha. Trời ơi, bom hàng dâu rồi, giờ còn mặc giày vô đây hỏi hàng nữa, chốt hàng khí thế luôn nha. Bom hàng người ta giờ vô đầu hôm nay vía thằng tài ta chưa chào chưa chọc chửi á. Vô like kêu chị ơi gửi hàng chưa, gửi em đi, hối như giặc á. Cái hồi người ta gọi tới là toàn gặp người này người kia không mà gặp ông nội ông ngoại gì nó không à. Giờ vô chốt hàng nữa má. Lượng chỗ khác giùm cái coi nha. Đơn giản hả? Đầm nâu chị Cẩm Vân. Em hết đầm nâu rồi. Giờ đổi tông xíu không bèo nữa. Chờ chị dâu tí dâu lên cho coi. Bởi dâu nói nhớ thù lâu nhớ dai lắm. Cái tên pha lê tím mà nghe quen quen quen. Chị dâu hết rồi đó bé Tuyền Ngọc ơi. Còn có mẫu đó. Với là em lấy mẫu, nói chung là hàng đỉnh lắm. Em cầm hàng em nói trời ơi, em đi hỏi dò ở chỗ khác người ta có đăng những cái hình này ví dụ á, toàn 300-400 ngàn chứ không ai bán 200 mấy như dâu đâu nè. Còn một set cuối cùng size L nè, lấy đi 215 ngàn, siêu đẹp. Không đẹp chị dâu thổi tặng em luôn, thổi lại ngược tiền nữa. Size L một lớp nó vốn dĩ một lớp nó đã đẹp lắm rồi, nó còn cái lót thêm lớp nữa để cho nó form, cầm nó nặng tay nó sướng, nó đứng form. Ngọc Anh gửi sữa tắm cho em luôn nha chị, em hết rồi. Ok em, trời ơi cái gì mày tắm dữ vậy gái, cái chai sữa tắm hình như hôm bữa chị dâu tặng em đúng không,
Từ bữa Tết tới giờ chắc được nửa tháng nhưng mà mày tắm hết rồi đó hả? Áo công sở không dâu trang dung có nha. Trương Phụng ơi, chờ chị dâu xíu xíu nha, dâu lên công sở cho. Đơn giản cầu kỳ bánh bèo bánh nậm có luôn. Nè, ui là trời. Màu đẹp không? Màu này là siêu nịnh da luôn. Đúng một set cuối cùng size L nha. Sọc đó cũng còn có một set đó, set sọc cỡ em thôi. Mà bữa nay được một cái là dâu 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 từ từ lên, em chạy đi làm à, ok nha, đi đi. À, chờ xíu dâu lên. Đường cái là bữa nay nó nhiều 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 set vest á, mà mọi người biết rồi. Vest thì mình đi may cũng đắt, đi mua nó cũng đắt nữa. Thấy thơm quá, tắm hoài luôn. Sữa tắm hương nước hoa. Sữa tắm cái đó hàng chính hãng bán tới 199 ngàn á, tặng kèm chai nước hoa. Mà dâu thấy dâu sộp không? Cuối năm mà khách nào bự bự là dâu tặng luôn. Hàng chính hãng bán 199 ngàn á. Lấy set về bán, lấy XL cho. Lấy set về bán, lấy XL chị mua dạ. Tại vì nó không có, chị yêu ơi, nó không có. Chứ không phải là em không muốn lấy. Chị nha. Cái set này là năm mấy 60 kg nè. Chị XL chị mặc set này vừa nè. Đúng một set này thì vừa chị trang thới. Năm mấy 60 kg. Size L, năm mấy 60 kg nha. Size L mà form này nó bự. Form này nó bự nha, hình như là vẫn còn M á. Chị mặc set này vừa nha, chị trang thời set này nè. Eo nó cũng lớn á, nói chung là size L này eo nó cũng bự. Cỡ 80. Eo cỡ 7 mấy 80 á. Chị lấy set này đi, màu đẹp nè. 215. Đây, đứng gần cho mọi người coi kiểu nè. Đây nha, đẹp luôn. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn mấy chị ơi. Cái áo bữa hôm qua em đặt chị dâu là nó chỉ có màu bơ thôi nha, chị dâu để cho em cái màu đào đi, màu cam đào đẹp lắm, không có vàng. Áo cái tông sắc nách mà cột dây á, ok không? Còn cái set sọc đó thôi à. Chứ cái set này sao em vừa, set này chị dâu sợ em không vừa. Em bữa nay nhiêu rồi bé? Không, cái này em không vừa được đâu. Set này trưng bày em không vừa đâu. Lấy em màu rồi, thơ bơ thôi chị, khỏi lấy cam đào, ok. Set này dâu chị có SM thôi mọi người. Set này mọi người ra ngoài mua 500 mấy. Nói chung là mua 4-500. Vô bạn set này 215 nha. Mặc kiểu, mặc khoác gì đều được hết. Hàng cúc thì nó quá đẹp rồi mọi người ơi. Hàng hai lớp hết nha. Đó, mọi người mặc phối vô xong áo này là mặc khoét thôi. Dễ thương rồi. Có set quần dài không chị? Set quần dài chị dâu còn có một set thôi. Set quần dài dạng cũng không dài quá đâu, nó dài vừa thôi, cỡ ngang cổ chân mình á, được không? Hết rồi, bán hết rồi, hết sạch rồi, đa số là set váy. Đa số là set váy, set váy thì có váy dài, váy ngắn. Set váy nhiều. Set quần thì có quần đùi thôi, quần dài cũng ít. Quần dài chắc còn có set này thôi nè. Bữa nay nó đa số là nó là vét. Quần dài dâu chỉ còn set này nha, đi chơi đi công sở được. Về mặc nguyên set, tách set, nói chung là phối tè le tẹt lẹt luôn mà chị nha. Đây quần nha, có kèm dây nịt. Mẫu này có kèm dây đai nha. Lên set quần dài vải dài đi gái, chị size mấy vậy chị Ngọc Anh? Quần dài chỉ có mẫu này thôi. Còn mọi người muốn mua set dài tự phối nha, mua quần dài riêng, áo riêng tự phối. Chị mua nguyên set em bán hết rồi. Set quần là chỉ còn một set này là quần thôi. Váy thì có mẫu này. Váy thì mẫu này có hai màu. Nè,
Cái này về cân nặng cả ký hơn ký. Em nói hàng này ra ngoài mọi người mua 5-600 ngàn nha. Em khui mẫu cho mọi người nhìn nè. Ra ngoài mua ở đâu bạn con này 245, quay về đây em thổi tiền cho. Nha, ở chỗ nào bạn con này 245, quay về đây em thổi thử tiền. Vô bạn set này 245. Có hai màu nha, mẫu này có hai màu. Màu này là có ML. Nâu tây thì có FM. Nâu tây thì có FM. Còn nâu này thì có ML nha. Một cái dây buộc eo này. Một cái áo khoác vest. Set đen đỏ 60 eo 82 vừa chị lấy, dịu võ. 60 ký hả? Eo 82 hả? Thôi không vừa đâu chị, eo 82 mặc không vừa đâu, không đẹp đâu chị ơi. Set quần đen em vừa không, giá bao nhiêu em mặc công sở được. Set quần đen là 195 ngàn. Em vừa nha, bị Hiền Lê em 5 mấy ký đúng không? Nè, Vi Huỳnh dứt set này đi. Ôi, chất đã lắm. Thì chị nào ra ngoài mua 4 set này 400 em thổi tiền cho. Cái áo này vải đẹp lắm luôn á. Vải nó xịn giống như mọi người mua đồ công sở á, mà hàng Hồng Kông nữa, vải đẹp. Chứ không phải vải thun đâu nha. Một cái chân vải dài nặng ghê không? Và form nó cực đẹp, mặc cái này vô nó hắc mông lắm. Hồi tối vô like xong vô mặc, vô thử quá trời luôn á, thử nhiều mẫu. Thử 3 giờ sáng mới đi ngủ. Đây, có kèm một cái áo khoác vest dài nữa. Có set 4 món, chân vải dài quá bộ chỗ nọ. Nói chung là mặc vô quý cô cực kỳ mấy chị ơi, nói chung mặc vô siêu sang. Em bán nguyên set 245 ngàn. Có hai màu nha. Áo này mọi người ra ngoài mua đã 200 mấy mẻ rồi. Coi như là mua áo vest tặng 3 món này, tặng sợi dây, tặng áo này, tặng chân váy này. Chất siêu đẹp mấy chị ơi. Set nha, chị nào lấy cho mã set 245. Có size ML nha. SML. SML nha cả nhà. Áo vest dài hay vừa dâu dài, áo vest này form hơi dài thôi, nó không phủ mông đâu chị. Tùy chiều cao, nếu mà cao 1,5 m thì phủ mông, còn bình thường em mặc nó đâu có phủ mông đâu. Dâu mặc nó không phủ mông chị nha, áo dài vừa, nói chung là nó không phải là form vừa. Form này nó dài hơn form bình thường một tí chị nha. Kiểu như dài vừa á. Mặc nguyên set, mặc nói chung là mặc một set 245 về mọi người phối được 5-6 kiểu luôn á. Phối 5-6 kiểu luôn. Nguyên set, tất set, phối tè le luôn á. Siêu nặng. Xếp nha, chị nào lấy xếp chút xếp. Cái gì mà lai chán dễ sợ chán. Toàn khách hỏi sao lai mà không thấy thông báo. Giờ biết sao giờ trời. Giờ ông nội Facebook nó chặn hết tương tác rồi, giờ biết sao thông báo giờ. Giờ là mọi người không thể vô like thì mọi người bấm vô theo dõi, bấm theo dõi lại giờ chứ giờ em biết sao giờ mọi người hỏi trời. Okay. Váy của vest dài qua gối chị, váy của vest dài nửa bắp chân, váy của vest dài qua gối chị nha. Chân váy của vest nó dài qua gối. Mà form đẹp lắm. Mặc vô nhìn mông nó dung lắm mông. Hồi tối em mặc like. À quên, hồi tối like xong em mặc thử á. Tại vì cũng có để lại một set mặc á. Ưng lắm, nói chung là ưng. Form của chân váy mặc vô đẹp. Em đi uống nước rồi. Set nâu tây quân đặc.
Dâu chị còn nâu này thôi được không? Nâu tây thôi. Size L. Dạ ok chị. L73 mặt size màu này thôi, màu nâu tây kia thì sợ nhỏ. L73 sợ hơi hơi ôm. Được không người đẹp hay là vẫn lấy? Hay là vẫn lấy nâu tây đây? Nâu tây là màu này. Dâu sợ hơi ồm xíu thôi tại vì nhiều người đo eo á, nhiều người đo eo 73 trên đây nhưng mà nhiều người đo eo 73 ở đây nha. Sếp thì sụp này. Còn em có S với M nha. Trời ơi. Trời ơi cái áo này mọi người coi nè. 215 ủa 195 ngàn. Xịn ha. Em có S với M. Chân váy có lót quần sẵn rồi. Xịn chưa? Chân váy nha, lót quần sẵn rồi. Đi chơi đi tiệc bị công sở này là lên hình hơi bị chậm luôn, 195 ngàn, rẻ hơn một cái đầm thiết kế. Đây chị nào lấy set xám chút, set xám kèm size nha, 195 có S và M, lót quần có lót quần luôn nè mọi người nha, S với M. Chị nào lấy xám chút xám. Chị set sọc em vừa có viền đen không? Hết sạch rồi. Còn một set cuối cùng viền trắng. Chị đi đơn em rồi. Chị dâu chưa nha. Lát nữa like xong chị dâu mới làm bill được. Lát like xong chị dâu làm bill. Được không bé? Ui ơi xét đẹp này hạnh nhân. Vải nó đẹp như cái đầm hoa hôm qua vô mặt á. Vải, có đẹp ngực luôn á. Vải đẹp như cái đầm hoa hôm qua vô mặt á. Trời ơi chưa khô nha. Lại chờ cái này chân vải dài qua gối đi. Chân vải dài qua gối vô để vô mặt luôn. Dài qua gối thiệt. Sai gì đây? Ôi sai của dâu luôn rồi. Thích quá. Chưa kịp nhìn sai. Xin chưa? Dài qua gối mà sai của dâu luôn. Xét sọc đó không có viền. Hello, hello em nha. Trời đất ơi, lai đồ Hồng Kông bầm dập đây. Xét sọc, em hỏi xét này đúng không? Cái này viền đen hết rồi, chỉ còn viền trắng thôi. Đẹp lắm luôn.
Con set cuối cùng thôi à. Ủa còn hai set á, ML. Set 3 món. Đi đâu mà mua được hàng này 2,15, quay về đây em giao tặng cho. Nè, sang không Châu Ngâm? Trời ơi, cái gu set vét không, bữa nay toàn bộ là vét. Cái gu vét bởi vậy cũng là cái gu vét giống như dâu với em á. Hôm qua giờ chưa mười mấy set. Thấy xịn ghê chưa? Chất quá đẹp. Chất quá đẹp luôn, 215 ngàn. Trời ơi nó đẹp gấp mấy lần đồ. Không biết nói sao luôn mấy chị ơi, nói chung là chất nó xịn sò luôn. Xét nha, chị nào lấy xét chốt xét. Bữa nay xét vest không à? Xét chân váy, xét quần. Xét vest không? Chị có không? Bữa nay về sẽ chỗ gu 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 đồ vét mà cũng giống như em đó, gu đồ vét mà mất gì không chừa, không chừa. Bình thường lâu lâu nhiều khi có việc đi đâu đó, nhiều khi cần một đâu phải, nhiều khi đâu cần nguyên set đâu, nhiều khi chỉ cần một cái áo thôi, không lẽ đi ra ngoài mua áo 300-400 rồi. Cái này mình bán có hơn 200 ngàn rồi, đẹp 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 không? Áo này mọi người phối ra tách ra mặc cái gì chả được, mặc đầm nè, mặc set, mặc phối với những cái gì đó, nói chung là dễ. Xét 3 món luôn á. Mà vải nó lạ lắm, nó không có giống như là vải để bình thường mình mặc đầm. Nói chung là vải xịn lắm, không có giống như vải bình thường mình mặc đầm đâu mọi người nha. Có lót quần nữa. Nặng quá trời nặng. Đường may đẹp nữa chứ. Có màu xanh nữa mà hết xanh luôn rồi, còn màu đen này. Hai trăm mấy ra ngoài chưa mua được cái áo, chỉ mua được cái quần này. Hai trăm mấy ra ngoài mua được cái quần này, còn áo này chưa mua được. Ok chị Mai, 215 ngàn. Có set vest chân vải dài đẹp lắm Châu Ngân, có set vest chân vải dài qua gối. Nè cho coi hình nha, cho coi hình. Trời ơi, nhận hàng còn đẹp hơn hình nữa. Cho mọi người coi hình nè. Nhìn thần thái không? Đủ 4 món luôn, một cái chân váy, một cái áo, một cái khoác vest với lại một cái sợi dây buộc eo. Đẹp lắm, mọi người coi sợ không có rõ đúng không? Nói đi anh. Em đang kiểm tra cái mạng. Giờ đang live stream rồi, chiều đi anh ơi. Giờ đang live đâu có tắt được đâu. Bây giờ sử dụng bình thường hồi trưa giờ ngồi đây quạo mấy lần luôn á. Em đóng cái sự cố chiều quay lại nhé. Rồi rồi rồi, cảm ơn anh nha. Sang thần thái, trời ơi. Dài qua gối. Hai trăm mấy ra ngoài mua cái áo này thôi á, sợ mua chưa được á. Hai trăm mấy ra ngoài mua áo, đây là 245 ngàn mà nguyên set 4 món. Rồi tiếp. Vét không? Bữa nay set vét rất là nhiều. Set quần, set chân váy. Cái này là set chân váy nè. Vô cỏ size ML nè mọi người. Ui, đẹp không? Set này vô cỏ size ML. Dạ, em chào chị Liên Đinh nha. Trời ơi, tiết kiệm ghê luôn á. Xinh đẹp mà cũng biết sờ đờ, viết tắt mới chịu. Thế sọc mà chân váy được không Tuyền Ngọc? Có size ML nha, tay bồng, cổ vét, bữa nay toàn vét thôi mà chị ơi. Cứ vét thì nó trẻ, tông trẻ, sang, lại nhìn nhìn bộ đồ nó giá trị nữa. Có lót quần phía trong nha. Xinh chưa? Vải bao xịn sò luôn, trăm ủa 215 giùm em nha, 215.
Trời, cái tóc em uốn xong nó xù. Xếp sọc. Toàn xét là xét. Rồi, đây. Trời ơi, con quỷ này nó đổi hình đại diện hoài luôn. Hình như mày mới đổi hình đại diện nữa phải không Trang? Tao nhớ hôm bữa nó đổi hình đại diện khác mà đúng không? Hình như tao về đây 3 tháng tao thấy mày đổi hình đại diện 3 lần rồi đó Trang. Phải không vậy? Bao xin luôn, bao xin luôn mọi người. Quần đùi Phong, quần đùi đẹp nha. Dạ chính nó, bởi tao nhớ mà. Trời ơi, sao bộ tao để ý tao quan tâm nó hay gì mà tao biết nó đổi hình ba hình đại diện 3 lần luôn á. Đi đâu cũng gặp nó, đi đâu cũng gặp nó. Đi đâu cũng đụng nó, né không được. Xanh nha, 185 ngàn. Xanh 185. Vải nè, vải xốp, xốp Hồng Kông nè mọi người nhìn này. Mịn xịn sò nha. Em có size S7M. Vô có size S7M. Tụi em may mắn thiệt không? Cảm thấy may mắn thiệt không? Nói cho nó thật thà vào, nói cho nó thật lòng vào nha. Chở tao phải đi lấy cái kẹp tóc qua tóc. Con này có đủ size ML. Con này do có đủ size ML. 195 ngàn. Ủa 215 ngàn. Làm kỹ. 215 ra ngoài mẫu áo. Xong mà tặng kèm với chân váy. Chân váy này nó là chất chất gì ta? Không biết luôn. Nói chung là lạ và dày. ML nha. Lót quần phía trong nha, này mặc đi chơi đi công sở được luôn mọi người nha. Kèm theo cái áo vest nè. Mặc set thì khi nào, nói chung là set thì mọi người dễ dễ phối. Mà mặc được 2 3 kiểu lận. Đây. Hai lớp nha, áo dày lắm, hai lớp luôn. Chân váy thì cầm mỏi tay. Nguyên một set 215. Nguyên set nha. Chị nào lấy set chốt set, set trắng. Bình thường kiếm kiếm đồ vest không ra luôn á. Bữa nay là 20 mẫu là 17 mẫu vest rồi.
chị nào muốn coi gì mọi người hỏi nha, mọi người comment nha. Lết nữa. Có quần legging lưng cao không chị? Có, chị Dâu có nha, legging lưng cao. Nâng mông. Có đủ size ML XL. Mặc ở nhà, mặc đi tập gym, tập yoga, đi chơi. Kèm hộp nha, quần này cho bạn Trình Trình nè. U mì hàn. Kèm hộp nha. Quần ở ngoài bạn hơn 200 á. Trăm mấy chứ lộn, trăm, hình như là 160 á. Mày chị coi nè. Set, dạ ok chị Hồ Tuyền. Ủa set gì ta? Em mới like set gì ta? Xếp màu trắng hả? Xếp bếp trắng đúng không chị nè? Đẹp chưa? Đây là phía trong nha, phía ngoài nè. Quần này là quần nâng mông nha, u mì hàn. Quần ôm nâng mông. Cho bạn 99.000 có đủ size ML XL. Đủ size ML XL nha mọi người, coi dễ. Vải đẹp, quần xịn mà. Form đẹp mọi người coi nè. Cho bạn 99.000 đủ size ML XL nha. Ok. Rồi. Set này thì Dâu có đủ size. Còn set vest quần sọc. Đây con đấy chị màu đẹp nè. Con đấy chị yêu ơi. Set vest quần sọc nãy giờ em lên mấy mẫu luôn mà. Hình như là con mẫu này nè. Xếp vết quần sọc. Cái này phối áo bra, áo thun phía trong á, khoác vô đẹp miên man luôn. 195 195 ngàn. Ôi đẹp xỉ luôn. Màu đẹp nha mọi người coi nè. Ở phía trong đây mọi người mặc áo thun, áo bra vô, áo sơ mi vô. Đẹp ha. Vải đẹp. Mà màu đẹp lắm, màu nó là màu hơi hồng nhẹ xong là nó cam cam á, nói chung là màu đẹp. Chứ nó không có nghiêng về tông hồng nhiều. Hết sạch rồi Trang ơi, còn cái này cũng còn có 2 set hết rồi. Hết á. Hết sạch rồi, bán hết sạch rồi. Tối qua nó có mấy màu lận, màu nâu nè, màu đen nè, hết rồi. Giờ còn màu này đẹp, ở ngoài đẹp lắm á. Đâu có nổi đâu. Màu này nó tôn da mà. Lụa này xịn nè. Có size em nha Trang, có. Lụa Hồng Kông á, xịn lắm nè mấy chị. Set này nó như vậy nè. Sang. Đây. Đây. Để em ok, set này là tông sang. Set này được không chị Mai? Xếp kiểu 185 ngàn. Đen nha chị nào, để xếp đen, chốt xếp đen. Trời ơi,
đen nha, chị nào lấy đen chốt đen. Cái đen 185. Em còn có set cuối luôn á, em thích. Tông này là tông sang á mọi người. Quần đùi áo áo kiểu kiểu Hello Trương Phụng, chờ xíu nha, cho em coi. Thương không? Bao đẹp nha. Có ML. Chân váy có kèm quần trong, bao dày nè. Không nhìn thấy sọc đâu mọi người coi nè. 185. Chân váy form A. Xếp ly A có M và L. 185. Đây. Xếp nha, chị nào để xếp hồng vô mà. Xếp nơ đi. Xếp nơ nha. Tác ta hãng. Xếp nơ. Em thích cái áo, thích cái áo thì mua cái áo, bán lẻ cái áo cho. Co giãn mà. Hello bé An Nhiên. Chị bán em cái áo vest trắng nãy đi chị. Áo vest trắng nãy là áo nào ta? Em không để chân vậy. À cái mẫu đó thì chị Dâu lại không bán lẻ. Cái mẫu đó chị Dâu không bán lẻ, bán nguyên set à. Cái mẫu đó không bán tách nha. Cái mẫu này là cái do cái mẫu đó chân váy con gái Dâu có rồi. Cái mẫu này thì để chân váy cho con gái mặc được. Màu ở đây phải mẫu này không em hỏi. Người đất ơi làm hết hồn mà. Dạ ơi. Giờ làm sao đây? Đi tự nhiên nó ngã cái hết hồn luôn á. Em không lấy chân váy đây hả? Cái này đúng không? Phải mẫu này không vậy? Áo này ra ngoài mua hơn 200 á. Cái bán set này 215 này. 215 nha. Nhưng mà thường thường là áo nó sẽ đắt hơn chân váy. Em lấy nguyên set đi nó rẻ. Nha. Sỉ cũng gần 200 rồi. Con này nè, lấy sỉ gần 200 chứ mấy. Đây, con này sẽ in trăm chỉnh đây, lại nguyên set đi cho rẻ. Chứ giờ lấy áo đã hơn 100.000 rồi. Giờ lấy áo hơn 100.000 rồi. Chị nào lấy size nào thì cầm mẹ ổ, chị nào ưng chân váy chất lạ lắm, đẹp lắm. Nha, chân váy có size M và L. SML luôn, chân váy này, set này đang còn đủ size SML. Chị nào lấy áo thì
áo 120, áo 100 mấy được, áo 135 ngàn. Hàng hai lớp. Trưng bày thì trưng bày là nhiêu? 80 ngàn. Áo 135 trưng bày 80 nha. Áo 135 trưng bày 80 này. Mọi người đi ra ngoài mua trưng bày 120, 130 không đẹp bằng trưng bày 80 đâu. Cái này chất nó nặng nè. Nó xịn, form đẹp, chất xịn. Mọi người ra ngoài mua hàng 120, 130 nó không có xịn như vậy đâu. Phải em hỏi mẫu này không bé? Lấy nguyên set đi. Phụng đâu rồi? Còn cái like Phụng cho cái áo kiểu này Phụng ơi. Cái set này vô cũng có đăng hình nè. Trên hình nó đẹp sao thì ở ngoài nó đẹp như vậy luôn mà chị ơi. Nó quá xịn, nó quá đẹp so với giá 215 ngàn. Em cam kết luôn mà chị ra ngoài mua mấy trăm. Coi chất của nó nè. Có ok nha. Trời ơi, có size S và M, cái này đẹp lắm này Hạnh Nhân. Form quần cực đẹp luôn, coi nè. Có túi nha. Form siêu siêu đẹp nè chị ơi, xịn sò. S và M nha. S và M. Vô đăng hình sao vô bán như vậy á. 215 ngàn nha. Set này quá xịn. Xét quần nha mấy chị, xét quần nha. Chất đã lắm. F nha, chị nào lấy vô mã xét đó, xét chữ F đi. Có F và M. F và M. Dâu là ưng mẫu này nhất. Mặc cái màu lên nó tôn da. Có size ML nha. Dâu ưng cái mẫu này nhất. Do dạo này khí hậu nó nóng nực á, cái mình nhìn những cái set đồ nào nó như vậy là mình ưng. Đây. Set tác ta hả? Chân váy này đi làm công sở thoải mái luôn nha người. Chân váy có lót quần, chân váy form A có lót quần, đi làm công sở thoải mái luôn. 185 lấy mã này đẹp này chị Hồ Tuyền. Tắt ba hãng đầm này. Hồi tối vô mặc mà hồi tối vô mặc thử mà nó hơi rộng mắt tiếp ghê luôn. Cái này nó hơi rộng, còn đẹp lắm, hơi rộng tiếp.
Này mà size S là để mặc là size hơi rộng. Size này hơi lớn. Happy. Happy New Year này đi mua hàng chưa trời đất ơi. Ăn Tết thì ăn mãi mê 2 năm trời mới vô thăm dâu. Tiền đâu ra mua vàng? Bán sale bầm dập đây không thấy hả? Tiền đâu ra mua vàng cô hai? Ok em. Cho bé. Áo kiểu tông đơn giản. Trời ơi, nhưng mà bánh bèo vẫn đẹp Phụng ơi. Bánh bèo không? Bánh bèo đẹp lắm. Giờ cứ nhìn bánh bèo rồi. Mẫu này mẫu gì ta? Trời ơi, tôi like xong rồi giờ mới thấy mặt. Áo gì sexy thì không chị? Không. Dâu ít khi mặc đồ sexy nên là ít bán đồ sexy. Mẫu nào dài dài xíu nha. Ok nha. Cái form như hôm bữa là được đúng không? Form như hôm bữa là được đúng không người đẹp? Ý ra còn cái set này. Hàng Hồng Kông này, xinh không? Hai lớp thêu chân vai dài. Mặc cái này vô như nàng thơ luôn. Đơn giản nè, vàng hồng trắng đen. Cái này dâu còn 3 màu nha, sale luôn 50.000. Vàng hồng đen 50.000. Áo kiểu. Kiểu nó như vậy nè. Chị xét vừa cầm đi. Ok. $185,000. Cái này về không nhất thiết phải mặc nguyên set đâu, chị mặc tách set là nhiều khi nó dễ mặc hơn là mặc nguyên set. Thường thường đồ set nó như vậy á, mặc tách set nó dễ mặc hơn mặc nguyên set. Mẫu này nè 59.000. Đây mẫu như vậy nè, có màu hồng, màu đen, màu vàng. Hồng đen vàng ha, 59.000. 59 nha. Thank you.
Ừ đúng rồi, áo bánh bèo đi, bánh bèo. Chứ còn nếu mà không bánh bèo thì có những cái mẫu thì tông nó tông như vậy được không? Trời, không biết, tôi không biết gu bả là gu nào để biết đường đưa, không biết gu bả là gu như nào luôn. Sang 85 ngàn, lụa Nhật, lụa Nhật 85 này, vải bao đẹp. Đây, đơn giản sang 85. Cổ tròn tay bồng thôi. Đơn giản. Màu đẹp nữa, 85 ngàn. Áo này khách dâu lấy sĩ về bán 200 mấy. 200 mấy, lụa đẹp mà, lụa Nhật xịn đấy. Màu nâu, màu bơ, màu gạch, màu vàng, màu đỏ đô, màu hồng. Áo này nhiều màu, 89 ngàn. Mà chị thấy em mặc bánh bèo cũng dễ thương. Bánh bèo đi. Bánh bèo như vậy. Tám lăm nâu, ok chị. Lên để chị giùm em nha. Lên để chị giùm em chị ơi. Dạ ok chị nè. Đủ 20 set cho dâu 2 triệu. Chị hồi tiền 20 set chưa? 20 set là tính giá. Sao đủ 20 set cho dâu 2 triệu? À 4 triệu. Chưa, chị chưa đủ 20 set đâu, chị chắc mười mấy set à. 20 set là tính chị giá sỉ luôn á. Tính chị giá sỉ luôn, làm gì tới 4 triệu. Cái này đẹp lắm nè, bà chương phục. Mê luôn, hai màu. Mịn lắm, chất mát lắm. Chất mát mịn nè. Nhìn ren nè. Nhìn ren đỉnh không? Xét tiếp, xét hả chị? Ôi xét nhưng mà xét, xét chân bảy. Xét chân bảy nhiều, chị ơi. Xét chân bảy nhiều, xét quần chắc bữa nay chưa khui bao nổi, đợi hai bữa nữa đi. Hai bữa nữa khui bao nữa. Hôm qua nó về 10 bao, 10 bao bự. Mà một cái set này nó đã cả ký rồi đó. Em nói một bao hàng nó nặng cả tạ. Một bao đen bao 60 nó nặng cả tạ rồi đó. Còn bao xanh là nó nặng cả mấy mấy trăm ký. Bao đen mà vô vần vô không nổi luôn á, mệt. Khui có mấy bao tách cho xỉ xong rồi vô like cho mọi người luôn. Còn mấy bao nữa vô chưa khui. Chưa khui. Tại vì dạo này không thích bán lẻ lắm. Bán xỉ tách lô cho nhanh, gom tiền nó nhanh. Lời nó ít, lời 10 ngàn xét thôi nhưng mà nó gom tiền nó lẹ. Và lấy cái này đi phục, mặt không đẹp, vải không xịn, dâu tặng luôn. Siêu đẹp, siêu xịn. Không có mỏng đâu, vải mịn lắm, không có mỏng nha. Không có mỏng đâu, yên tâm. Ren mà ren hàng siêu cấp nên là chất nó mịn, chất nó đã lắm, hai màu. Cúc ngọc như hai màu, màu nu và màu trắng. Dài, bao bà dài, ngắn tặng bà luôn. Quỷ hả? Dài, đóng thùng thoải mái nè. Ok không? 155 ngàn. À, cái này ở ngoài tao bán 300 mấy. Như khách sĩ của dâu, nó mua lấy sĩ của dâu về cho bạn 155 ngàn, sĩ là 140. Con này nè, sĩ 140 mà khách dâu về bán 200 mấy luôn á.
250. Lấy set trắng đó cho em Thiên Kim, set trắng nào ta? Trời ơi, giờ vô hội set trắng là vô rối, set trắng nào vậy gái? Áo đó. Áo, áo, Thảo ơi, áo, đẹp lắm, áo nha, cái này là áo nha. Hay là em hỏi mã này hả Thiên Kim? Bữa nay có mấy mẫu ren xỉu, xịn xỉu. Ở Sài Gòn á, em ở Sài Gòn em đi ra ngay chỗ áo chị đang cầm là áo nha. Đi ra chỗ Sài Gòn như là mọi người đi vô Su Su hoặc Sóng Nhạc ở ngay Nguyễn Trãi á, áo bán 300 mấy không mà ren nó còn thua ren này nữa. Cái chất ren của người ta nó đâu có được mịn như vậy đâu, của dâu nó dày nó mịn nha. Còn mọi người đi vô Su Su Sóng Nhạc ở Sài Gòn ai cũng biết Su Su Sóng Nhạc á. Trời ơi, mua 300 mấy ren không đẹp bằng này luôn á. Rồi dâu còn màu nút nha. Áo chị đang cầm dâu còn màu nu nha. Màu đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cái ren nó mịn nu nha, màu đẹp ha. Cái tông màu mà không sợ cũ, rồi không sợ dễ dơ như màu trắng, rồi nó lại là trẻ nữa, nịnh da nữa. Nịnh da ha. Giờ dâu còn một nu nha. Còn một nu nha mọi người. Ôi, đẹp quá, chị nào muốn đổi qua nu thì nói nha. Riêng mẫu này là dâu thấy màu nu đẹp hơn màu trắng. Lấy em cài đó chị dâu lại cho em rồi, màu trắng rồi. Đẹp quá. Thôi còn cài dâu mặt luôn đi. Tông bánh bèo mà dâu. Siêu phẩm nữa nè. Cho mấy chị coi siêu phẩm nữa nè. Màu nu, màu trắng, màu hồng. 155. Chất bao đẹp luôn nha. 155 rồi comment mã 2. Ôi dài, không có mỏng. Công sở đi chơi thoải mái. Mặc những mẫu này vô, nhìn mình lúc này ăn gian được 7 tuổi. Mẫu này đi Thảo ơi. Nè chương phục nè. Siêu xinh. 3 màu nha. 155 ngàn. Nặng không? Màu nu. Đây là màu hồng. Đây là màu hồng nè, đây mới là màu hồng nè. Đây mới là màu hồng, hồng ruốc á, đây là hồng ruốc nè. Đây là nu nha, đây là màu nu. Màu be á. Đây là màu trắng. Em nói nhận hàng là ưng liền là cái chất nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nu hồng trắng nha. Đây là màu hồng nè mấy chị nè, đây là màu hồng. Ờ cái này khác mã, đây là mã 2 nha. Con này là mã 2, khác mẫu mà khác hoàn toàn. Cái kia là mẫu cổ bể mà. Cái này cho em màu hồng đi, ok. Cái này là mẫu khác nhau hoàn toàn. Cái này là cổ, cái này là cổ tròn bèo ở đây, còn cái kia là cổ bể bèo ở ngoài, ở cổ bể nha, khác nhau hoàn toàn. Hồng trắng, ok chị nè. Có một cái hồng cho Chương Phụng rồi, có một cái trắng cho chị Hồ Tuyền luôn. Em còn nu nha, vô bữa nay vô ưng màu nu. Cái hồng với trắng khác, cái hồng với trắng. À cái kia là màu nu luôn, cái kia là màu nu á. Mã đầu tiên là nu với trắng. Mã đầu tiên là màu nu với lại màu trắng nha. Người dân miền Bắc nó gọi là mã màu be á. Nu với trắng, mã thứ hai đây. Mã này là mã 2 nha, còn màu nu thôi mọi người. Dâu dạo này vô ưng màu nu. Làm đẹp. Thêu này mọi người coi nè, đẹp lắm. Thêu cái vải nè. Lấy em cái đó, ok. Dâu còn nu nha, chị nào lấy nu chút nu. Ngọc đi. Ngọc, Phụng chưa có Ngọc hả? Ngọc đẹp ha.
Hình như Thảo mặt ngọc đẹp không? Khắp nhà dâu ai mặt ngọc cũng ưng cả, ai mặt ngọc cũng xinh. Đây. Ngọc nha, ngọc nu và ngọc trắng. Ngọc nu với ngọc trắng. Đâu ngọc đâu chị, đây. Từ từ. Ngọc nu với ngọc trắng. Nặng lắm á, vải mịn nha. Khách dâu bữa mặc hai màu không á. Ngọc đây. Có nhiều chỗ, có nhiều chỗ thì nó bán cũng cả trăm hơn trăm rồi, nhưng mà cái này nó không phải ngọc. Mặc dù nó đăng là đăng hình ngọc, nhưng khi nó like với nó gửi hàng cho mọi người, nó không có gửi hình ngọc mà nó gửi là ren á. Cái này là thay vì của gia đình ngọc, còn của nó là ren, nó như ngọc luôn á. Nhìn nó nhìn mình nhận hàng mình mới biết nó khác, chứ còn nếu mà nhìn sơ qua trên like mà mình tưởng là ngọc á nha. Hàng Quảng Châu, chuẩn Quảng Châu nó chỉ làm ngọc, còn hàng xưởng lên thì nó làm ren nha. Nó làm ren cho nó đỡ được chi phí, nó rẻ hơn mà nó cũng bán trăm mấy rồi. Con này hôm bữa vô bán 155 ngàn, đúng không mọi người? Em còn mấy cái em bán tặng mọi người con này nha, 129 ngàn. Hoan hỷ giùm em nha, 129. Đây, 129 nha, có trắng với lại có nu. 129 nha. Dâu không có đăng hình á. Hôm bữa cho em hai cái hai màu ok. Hôm bữa đăng hình lên, hồi đợt đăng hình lên là ai vô cũng hỏi ngọc, ai vô cũng hỏi còn ngọc không, ai vô like cũng hỏi. Hồi đợt đăng hình á. Về bản đợt này là đợt thứ mấy luôn rồi á, thứ ba thứ tư luôn rồi á. Có set quần dài không vậy chị? À, set vest quần dài, quần cỡ ngang cổ chân thôi, chứ nó không dài phủ gót đâu. Nó không dài qua mắt cá đâu em, nó ngang cổ chân mình á. À, Quảng Châu xinh này, vô còn hai cái, bạn tặng con này nha, 89 ngàn. 89 ngàn. Dài không ngắn nha. Form động thùng hay thả đều được mà. Form này động thùng thoải mái. Đây, rồi 89 ngàn. Chị nào lấy trắng cho dâu mã trắng. Được không? Được chị dâu cho coi. Dâu còn có 1 set là thiên kim. Còn đúng 1 set cuối. Trắng giùm em. Nàng thơ ha. Tưởng màu trắng lên thấy mình trẻ. Trắng. Không, chân vậy công sở bữa nay hết rồi. Đợi dâu bác thôi. Chân vậy công sở của dâu. Đợi dâu bác chân vậy công sở. 6S không à. Dài qua gối. Xòe cũng có, ôm cũng có, mà nay bận lắm chưa có thời gian để bác. Để hôm nào. Mẫu này xinh nè. Chờ dân chị kia.
Mẫu này hai màu. Cái vải này nó năm nay nó mới có mà. Ôi đẹp lắm, đẹp lắm. 155 ngàn. Hai màu trắng luôn. Cái vải này năm nay nó mới có mấy chị ơi. Nói chung là gu bánh bèo. Nó thêu, nó dập ly, nó thêu vô. Trắng với nu nha. Chị nào lấy màu nào comment giùm em. Trắng với nu nha, ai lấy màu nào comment giùm vô màu đỏ mọi người ơi. Có giãn, em trắng ok. Trắng nu nha, vô vẫn còn. Trắng với nu. Trắng chị Hồ Tuyền. Rồi vô còn một nu nha, một cái nu cuối. Chị nào lấy nu chút nu. Một nu cuối ha. Đây nè Thiên Kim ơi. Tết vét rồi đó Thiên Kim. Quần bét ghi đẹp. Quần kèm du lịch luôn nha, quần bét ghi. Quần tay bét ghi. Dạ em để chị nu rồi chị Diệu Võ ơi. Đây. Hết rồi, vô còn có set là 195 ngàn. 195. Set Hồng Kông 195 ngàn, còn một set cuối. Hết sạch, không còn set quần dài nào luôn, khách lấy hết rồi. Chân vải dài thì có. Mẫu này đẹp nha. Yeah. Mẫu này đẹp lắm, em bán tặng mọi người con này nha, 135. Trời ơi nè. Nè phụng. Áo này mặc thả đẹp luôn, không cần động thùng. Em không thích màu đen, ờ vậy là hết rồi. Chỉ có mua áo lẻ, quần lẻ tự phối vô thành set thôi, chứ còn nguyên set thì không có rồi. Xin chưa mọi người ơi. Trời ơi, 135 ngàn vô mã trắng nha. Cái cổ nó cưng chưa, đựng ngọc, viền ren đựng ngọc ở đây là nó may kiểu. Trăm bạn tặng mọi người áo này ha, 119 đi, chơi lớn luôn 119 ngàn. Còn có hai cái à. Hai ba cái gì thôi à. 119 nha chị nào lấy, còn hai cái à. Trắng 119 đó chị ạ, Đặng Hà ơi xinh ha. 119 sale luôn 119. Hai ba cái gì thôi à. Để em đếm coi còn mấy cái. Đang còn nha, em còn nha, chị nào lấy đi comment. Tay dạ đúng rồi, tay dài á chị. Em còn một cái cuối nha. Chị Cẩm Vân nè. Vô còn một cái cuối nha, chị nào lấy thì comment. Đẹp lắm. Còn một cái cuối, chị nào lấy thì comment nha. Rồi, trắng này 135. Tay dài. Sale 135 trắng này. Hai mẫu khác nhau hoàn toàn. Đây. Trời ơi đẹp lắm đó bà Phụng ơi, đẹp lắm, bán hết rồi, còn có hai cái cuối nè. Trời ơi, mặc với lại chân váy công sở, nếu mà đi làm công sở đó, mặc với chân váy công sở nhức nách, còn đúng hai cái. 135 nha. 135, 135. Áo 155 sale còn 135, hai cái cuối. Còn hai cái cuối. Cúc Ngọc. Trắng 135 gì nha.
Ok này. Vô còn một cái nha. Chị nào lấy comment mình giao. Chết nãy giờ hình như trắng không à. Thì còn đa số là trắng thôi. Áo không sợ giờ còn đa số là trắng thôi à. Màu khác ít lắm. Rồi tôi đang chuẩn bị lên cái trắng nữa. Qua màu khác đi. À có cái này màu đen nè. Hết sạch. Con này 1.15 còn đúng một cái cuối. Sale 1.15. Một cái màu đen cuối cùng. Ngán trắng thì ta chơi qua đen đi. Cổ thủy thủ á. Đây. Cổ nó là dạng cổ thủy thủ nha. À đen không thích hả? Đen 1.15 em còn cái cuối mọi người ơi. Đẹp chưa? Trắng với nu là đẹp nhất. Trắng với nu. Mẫu này cưng này. Nu trắng. Mẫu này giúp có hai màu nha, màu trắng với lại màu nu nha. Dạ em hết rồi, em còn có một cái màu đen cùi với chị Hà. Đây đây đây. Mẫu này ai mặc cũng xinh. 149.000 ai mặc cũng xinh hết. Đây cả nhà. Đây. Chỗ dễ thương lắm, có màu nu nữa. Này là về đợt thứ mấy luôn rồi. Kiếm mẫu nào có nhiều màu nha chị, tủ đồ em toàn trắng với nu ha ha. Cái mẫu nhiều màu thì những cái mẫu hàng Quảng Châu xịn á, hàng hàng xưởng lên á thì nó mới lên nhiều màu. Hàng xưởng, hàng thiết kế nó lên nguyên bản màu luôn. Còn hàng Quảng Châu đa số là chị trắng nu làm tới làm hoài luôn. Nó cũng có xanh, có hồng nhưng mà ít, nó đa số là trắng với nu hàng Quảng Châu xịn. Hàng Quảng Châu nhập về nó đa số chỉ có trắng với nu thôi. Nè, cái này đẹp lắm Thảo. 155 chứ sorry mọi người. Áo kiểu đồng giá 15, áo Quảng Châu Cúc Ngọc 155. Xinh cực kỳ. Ưng thì cột nơ, không ưng thì về bỏ nơ đi cũng được. Cúc Ngọc nè, trắng với nu nha. Mẫu cuối cùng rồi đó. Quảng Châu mẫu cuối cùng rồi đó. Còn mẫu khác mà nó qua kiểu khác nữa. Em nói là dạo này em ưng màu nu. Thấy mẫu nào có nu rồi cũng ưng. Cái dấu mã cổ bèo nha, cổ bèo trắng hoặc cổ bèo nu. Hôm bữa nó còn có màu hồng rồi nữa hết. Màu nâu nữa. Giờ còn trắng thế luôn. Mẫu này đẹp này Thảo. Mẫu này nhiều màu nè. Hàng thiết kế cao cấp vải Quảng Châu. Đây. Mẫu này nhiều màu, màu đẹp không à. Có kèm dây, một áo dây phía trong. Đây là phía đằng sau nè. Hai bên tay. Nói chung cúc thì dễ lắm, không ưng thì gỡ ra được nha, không ưng thì mọi người gỡ. Mà đang nói cái kiểu nó may dễ thương á. Hai bên eo nó nhúng á. 79 ngàn.
chất bao đẹp luôn á mẹ chế, chất bao đẹp luôn, có nhiều màu nha, màu nâu tây nè, màu xanh ngọc, đen trắng, ô rồi hết vàng nữa, 5 màu nâu tây, xanh ngọc, đen trắng, vàng, 5 màu, 79.000. Vải đẹp nha, mịn, siêu mịn. Nhiều màu là có mẫu này nhiều màu thôi. Tông sang đây, lụa Nhật tông sang 89.000 còn một cái cuối. Để chị xem màu vàng với. Dạ cái này vô còn một cái cuối nha. Trời ơi 89.000 lụa siêu đỉnh, nhập vô 130 đó, còn có một cái sale luôn 89.000, sale luôn 89.000 nha, còn đúng một cái cuối cùng. Chị Diệu Võ lấy con này đẹp này, chị Diệu Võ khách em, khách công sở lấy hết rồi đó, em còn có một cái cuối em sale 89.000 và xịn xò lắm. No. Vàng đây chị ơi, có kèm áo dây nha, nuôi cho chị Hà. Vàng đây chị Hà. Nè. Đây, hai bên đây là nó bó eo nè. Của quên nó làm kiểu á. Vàng đây chị ơi. Không có nổi, nói chung là vàng sang, vàng dịu dàng, mà cầm cái vải của nó thích lắm nha. Nhiều màu đây, hồng đậm, hồng lợt, nâu tây 115.000, hồng đậm, hồng lợt, nâu tây. Đó, hồng đậm, hồng lợt, nâu tây. Lụa xịn. Do cái app vô like nó bóng á, chứ vải này nó không có bóng mọi người. Cái độ bóng của nó bóng mờ, giống như là mình mang tuổi hoặc mang giày á, da mờ á, da lì á. Rồi 115.000 nha, có nâu tây, hồng đậm, hồng lợt, hồng đậm với hồng lợt. Rồi thêm một con lụa 95.000, cùng một chất vải xịn hết. Dạ. Thôi vô thấy màu nó dịu dàng mà. Đây là màu hồng, màu cam, màu nâu, hồng cam nâu. Cái này là tông sang, lụa Nhật xịn luôn. Con này lấy 130, còn một còn ba cái này sale 95.000. Sang con này là tông sang. Đây là chị. Cái cổ nó như vậy nè, đó cái cổ. Cái cổ nó là cổ tròn, nó bẻ ra vậy đó. Có kèm cái tag này. Cam hồng nâu nha. Nâu bò, cam hồng nâu bò. Đây vô có cái set quần này. Nãy chị nào hỏi vô quên, giờ vô mới nhớ. Tại vì
Hôm qua dục qua đây để thử mà quên, chưa thử giờ mới thấy nè. Hôm qua bỏ riêng ra để đi thử mà chưa kịp thử. Nó lắp dưới đây nè. Xét quần. Sao trên tường nhà dâu không thấy sổ tài khoản? Có mà chị, em có để mà ta. Chị vô cái Facebook Phan Trúc Mai này em chậm vô nè. Em chưa có thời gian làm lại cái hình đại diện nữa. Đó, Phan Trúc Mai là... Ủa, Phan chấm bằng dâu hâu hả? Đây, em chấm vô cho. Ủa, em không có ghi số tài khoản lên đó ta. Vậy mà đó giờ em cứ nghĩ là em ghi rồi. Đó, chị vô cái Phan. Ủa, sao bây giờ cũng dâu hâu luôn vậy? Lại thôi. Đó, Phan Trúc Mai nha. Chị vô cái Facebook Phan Trúc Mai nha. Em có ghim số tài khoản. Set no Hoàng Hồng Kông. Set này Thiên Kim ơi. Set nè. Dạ 185 ngàn. Áo này mua lẻ cũng hơn 100 ngàn đúng không? Quần đẹp nữa. Thiên Kim còn cái like không? Quên quên mất cái set này. Set nha 185 ngàn. Chị nào là hàng Hồng Kông thì do mã set nâu nha, set nâu 189. Quần size gì em chị? Set này size M chị nha. Co giãn nhiều. Không biết bại gì luôn, co giãn nhiều chị nha. Em vừa nha Vi Huỳnh, em vừa size M mà. Có một set à, size M nha. Em lấy ok. Quần dài á, quần này là quần dài luôn. Mặc xét vest váy không? Cho em coi cái mẫu vest váy đẹp lắm. Chị yêu nói thiệt. Bạn 245 ngàn, em ra ngoài em mua được cái áo khoác thôi. Đằng này là có 4 món luôn, có áo khoác, có chân váy, có áo áo mặc phía trong nữa. Cho coi hình nè. Sang, vải rất là đẹp. Form với chất lên xỉu luôn á nè, cho mọi người coi nè, em phui cho mọi người coi nha, phui cho mọi người coi màu nha. Hàng Hồng Kông hai màu. Màu đây 245 ngàn, gần hết rồi. Bốn món luôn, nó nặng ơi là nặng. Hai màu nha. Đây là nâu tây, con này là nâu tây nha. Còn con này là nâu nâu thôi. Không biết nâu gì. Nè. Áo vest này. Áo này mọi người ra ngoài mua hơn 200 cho em. Cam kết hàng xịn sò, vải siêu đẹp. Ra ngoài mua áo này hơn 200 nha, vô còn có vài set à. Còn khoảng 3 4 set thôi. Đây. Đây là cái áo vest của nó. Cái dây buộc eo nha. Áo này vải cực đẹp nha mấy chị. Không phải thun nha, áo kiểu mà người ta để may đầm á, nói chung là vải xịn lắm. Em Hồng Kông. Một cái chân váy dài qua gối, trời ơi. Mấy chị mua cái này về mấy chị ưng dữ lắm, em bán nguyên set có 245 ngàn. Trời ơi, ra ngoài mua cái chân váy này 200 mất tiêu rồi. Áo này mua hơn 200 rồi. Bởi em nói cái set này ở ngoài nó bán 400-500 á. Chị nào mua được 200 mấy quay về đây em thổi tiền cho. Nè. Ôi sang xỉu luôn. Dài qua gối nha. Đi công sở, đi tiệc, đi chơi đều được hết. Ăn thua mọi người phối đồ nha. Ăn thua mình phối cái outfit nào. 245 ngàn. Chị nào mà cái pho cái chân váy này mặc vô nhìn nhìn mông mình nó tròn á, nhìn mông mình nó dung, hồi tối em like xong em mặc,
thử đồ mà 3 giờ sáng mới đi ngủ á, nên là có để lại mặt nên là mới biết cái form này lên nó rất là đẹp. Còn cái 2-3 set à, màu này có ML, màu này có ML, nâu tây này thì có SM chị nha, nâu tây này là có S với M, còn nâu này thì có M với L. Cái dao mã này là mã nâu 1, con này là nâu 2 đi ha. Nâu 1 với nâu 2. Nặng lắm. Nói chung là 245 ngàn nhận là ghiền ưng. Cam kết nhận là ghiền. Nhận là ghiền, nhận là ưng. Đây. Mặc kiểu gì cũng được. Một set 4 món 245 ngàn mọi người phối được 5-6 kiểu. Phối được có nhiều thứ. Chị lấy size S, ok, S lấy màu này nha chị nha. Trời ơi, ăn Tết xong em lên ký mà ăn Tết xong chị xuống ký hả? Em nhớ hồi đợt chị là bắt đầu hồi đó mới biết dâu mấy năm trước, biết dâu là mặc size S không à. Sau này có một giai đoạn là chuyển qua M. M mà bảo chứ M nhiều khi mặc còn chật đúng không? Mà hình như mới cách đây mấy tháng thôi đúng không? Bữa nay là S nữa rồi. Ôi đẹp lắm mày chị ơi, cái set này xịn, nó xịn đỉnh chót luôn. Set nha, chị nào lấy thì comment đi vô. Ừ, xuống ký nên giờ là phải hỏi sai gì. Dạ. Ôi set em nhiều lắm. Bữa nay hàng Hồng Kông set mà quần sọt với chân vải ngắn hơi bị nhiều luôn. Áo vest không á, set áo vest. Chị nào muốn coi nói vô lên cho. Like xíu nữa em nghĩ. Nặng nó cầm một tay cầm muốn không nổi. Ai muốn coi gì nói vô lên cho coi. Lấy cái này không chị? Cái này vô có size S và M. Nhưng mà con này thì hàng độc. Ở ngoài thị trường phải bán mấy trăm. Em bán con này 210. Ủa 195. 195 mọi người coi nhìn nè. Màu xám sang nha, màu xám tây. Có S với M. 195 nha. Đây cả nhà mình. Đẹp không? Màu tây không? Chân vải có đệm quần mà nó dày lắm. Nó dày lắm nha, nó không có mỏng giống như hàng Quảng Châu bình thường đâu. Hàng Quảng Châu bình thường dày nhưng mà không thể bằng con này được, bởi con này nó lên đựng form. Hàng này để nó mặc thu đông á. Hàng này là hàng Hồng Kông, là ở bên đó xứ lạnh mà. Quảng Châu nó đâu có lạnh như bên Hồng Kông đâu. Nên là bên đó người ta hay, mọi người thấy những cái set em like toàn là những cái gu mà thu đông á. Nên là form nó dày lắm, chất nó sừng sò luôn. 195 ngàn. Dài, chân váy dài gần tới gối, mọi người đi mặc công sở được. Chân váy mặc đi công sở được. Đây chưa? 195 ngàn. Vải bao đỉnh. Xách quần, xách chân váy. Rồi chị nào muốn hỏi dâu gì nữa không mọi người ơi? Ai muốn coi gì mọi người hỏi dâu không?
Hồng Kông mấy chị ơi. Hồng Kông nha. U mì Hồng Kông thêu màu đỏ đô. U mì Hồng Kông thêu đỏ đô nha, bán 165. U mì Hồng Kông mọi người nha. Logo thêu nè. Đầm đỏ. Lên vải trơn đi chị. Dài quẻ gối, hoa hồng xanh vải trơn. Vải trơn dài quẻ gối vải kiểu được không? Cổ vuông tay bồng. Vải trơn mà dài qua gối là dâu chỉ có cổ vuông tay bồng thôi. Được không người đẹp? Cho em coi mẫu nè. Trắng đen đỏ đô hồng. Size gì cái đầm đó, size nhỏ. Chị lấy cái quần đi. Để em kiếm cái áo em phối cho chị. Hay là chị lấy cái quần lẻ U mì Hồng Kông luôn. Cái này là size L nè. Quần sọt U mì Hồng Kông. Cái đầm kia size S. Cái đầm kia thì lại size S. Mà cái quần này nó lại là size size L. Trời ơi quần đẹp lắm á chị ơi. 65 ngàn thôi. U mì Hồng Kông size L. Siêu đẹp. Đỏ đô. Để 65 ngàn. Quần 65 nha. U mì Hồng Kông. Chị lấy quần không được không? Cái này là cái đầm kia là riêng một cái. Cái này là nó có riêng áo nó, người ý là bên người ta đánh hàng về người ta có một cái quần lẻ à, mà nó vẫn tỉnh dâu nguyên set luôn á. Vẫn tỉnh dâu nguyên set, nhập vô đã gần 200 rồi. Tỉnh mà nó lẻ thì mình phải chịu chứ sao giờ. Bán rẻ cho mấy chị nha. NG. Con này là siêu phẩm NG. Kim đầm công sở tiệc bán một cái đầm hơn 300. NG bán đầm hơn 300. Vải siêu đẹp, form đẹp nha. Tôi ướm thử cho coi nè, hoa hồng xanh nè. Ướm thử cho nhìn nè. Cái tay nó làm đẹp, cái form nó làm đẹp, dài vừa qua khỏi gối. Đi chơi đi công sở đi tiệc ok la. Đây. Bao form bao chất, cái này là chuẩn màu đỏ đô, chuẩn tông màu đỏ đô giùm em và không hở nè. Đó không hở mà chị yên tâm. Nhiều màu nha, có màu gạch, màu cam tây. Đỏ đô, đen, trắng, hồng, cam tây. Đẹp lắm nè chị Tuyền. 169 ngàn thôi. 169 ngàn. Cái này là dâu cỏ sọc với lại đầm trơn nha. Đầm sọc thì nó cũng có 4-5 loại sọc. Đầm một màu này thì dâu cỏ màu đỏ đô, màu đen, màu trắng, màu hồng với lại màu cam tây, 5 màu. Sọc nó cũng có 5 màu á. Dài vừa qua khỏi gối. Đường kim mũi chị thì bao tuyệt vời rồi. Người ta bán hơn 300 mà. Cái shop mà dâu gom ở Sài Gòn á, mấy cái đầm của NG hiếm, cái nào mà 220 đó, toàn là 250 đổ lên, 220 đổ lên á, chứ hàng trăm mấy ít lắm. Trơn qua gỗ vô chỉ còn màu này thôi, hết sạch rồi, bán hết rồi.
chứ hôm qua gửi chỉ còn một này. Thương hiệu NG. Mấy cái đầm 201 khách hàng rồi. Còn đâu nữa em, hết sạch rồi. Đầm giờ đâu còn, đâu còn xét không ạ? Cái xét này sang rồi chị Hồ Tuyền. Trời đất ơi. Quần dày lắm á, quần hai lớp dày bà cố luôn. Vải dày lắm. Trời ơi, em coi mà quên, vải dày lắm, nó lót tới ống quần luôn. Này hàng hai lớp. Đuổi Hồng Kông sần sò. Nó lót hai lớp dài tới đây luôn này mọi người. Chứ nó không có, thường thường là mình mua là nó chỉ lót ở trên đùi thôi. Hàng này nó lót tới ống quần mình luôn, may kỹ càng luôn. Đây là may cổ định vô luôn rồi mọi người nha. Quần ống suông dài. Con này là tông sang. Quần ống suông dài, mọi người mang cao gót lên nó hắt chân kinh khủng. Hát chân lắm. Hồi tối em la xong em mặc thử 3 giờ sáng em mới đi ngủ. Bởi giờ sáng nay đi thôi làm tóc không nổi, đi mấy chục cây số. Vô về trên đây á, đi 60 cây số. 60, 80. Mới có cái chỗ làm tóc. Ý là mình tin tưởng, mình mới có độ tin tưởng nên mình gửi gắm cái đầu mình vô đó đó. Chứ tại vì dân ở đây cũng vậy, đi ra toàn đi 60-70 cây, ít nhất là 60 cây số. Có tiệm 60 cây, có tiệm 80 cây, có tiệm lên tới thành phố Đà Lạt là 100 cây. Làm trên đó bữa nay 3 giờ sáng em mới ngủ, sáng 6 giờ kém dậy cái đi chợ mua đồ cũng thần tài, rồi nấu đồ ăn sáng cho con đi học các thứ, rồi cũng đồ thần tài bày bừa rồi các thứ. 10 giờ rưỡi sáng sao đi được, đi từ đây lên tới đó, lên tới tiệm tóc là đi 3 tiếng đồng hồ. Đường ở trên đây là đường đèo á, 3-4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Bởi vậy sau này mệt không đi á, tối mặc đồ tới 3 giờ sáng. Bạn tặng con này mấy chị nha, 169 ngàn. Em hết rồi, em không có xếp thôi. Hàng hai lớp dày. Đó, bao sang rồi chị ơi. Bao sang nha. Hết sạch. Quần lưng cao, quần suông dài. Suông dài, lưng cao. Mặc nguyên xếp, tắt xếp gì ok nè. Trời ơi, cái này bà chị dâu quên nè. Hôm bữa có set na ná như vậy nè, biết hồi tối năm vô trừ lại á, còn hồi đợt hồi trước Tết nó về một lô, dâu cũng trừ lại set. Cái bà chị dâu qua bà thấy cái chỗ đẹp quá, cho chị mặc cái áo để mặc đi làm công sở rồi lấy luôn, lấy cái áo luôn. Hồi tối dâu mới để lại set như vậy, 169 nha, dày lắm, cái quần dày lắm, hai lớp dày, dày bằng 2-3 cái đầm. Xét quần là còn xét này nữa. Xét quần dài còn xét này. Cái vải này dấu có màu xanh với màu nâu nè. Vải này chị Hồ Tuyền. Form đẹp, chất đẹp này, màu xanh màu nâu. Màu xanh có SM, màu nâu có ML. Nâu tay á. Nâu như vậy nè. À đây này màu nâu nè. Đó, nâu nha. Nâu, có đệm ngực, lót quần nha.
Đầm này nó có lắc luôn. Giờ em nghỉ nha mọi người ơi. Đuối, đuối. Bye bye mọi người.